Thế giới đang già hóa nhanh chóng, tuổi thọ của con người ngày càng cao, số trẻ em sinh ra giảm đáng kể ở nhiều quốc gia. Tỷ lệ người trên 60 tuổi trên thế giới đang tăng lên nhanh chóng hơn bất cứ nhóm tuổi nào. Dự báo đến năm 2050, 1/6 dân số thế giới sẽ trên 65 tuổi. Xu hướng già hóa dân số đang diễn ra trên tất cả các khu vực và các quốc gia, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Ước tính đến năm 2040 sẽ có khoảng nửa tỷ người thuộc nhóm dân số trên 65 tuổi sống tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Năm 2019, dân số từ 60 tuổi trở lên là 11,4 triệu người, chiếm 11,9% tổng dân số. Dự báo đến năm 2050, 1/4 dân số Việt Nam sẽ là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên. Già hóa dân số có tác động sâu rộng tới tất cả các nhóm dân số và toàn xã hội. Già hóa dân số mang đến cả cơ hội và thách thức. Tận dụng các cơ hội của già hóa dân số, giải quyết các thách thức và đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi, đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc sẽ giúp các quốc gia đạt được lợi tức dân số lần thứ hai. Tuổi thọ trung bình của người cao tuổi Việt Nam năm 2019 là 73,6 tuổi, nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 66 năm. Trung bình, một người cao tuổi Việt Nam mắc gần 3 bệnh. Hơn 70% người cao tuổi mang gánh nặng bệnh tật kép, chủ yếu là bệnh mãn tính, không lây truyền với chi phí y tế cao. Theo số liệu thống kê năm 2019, 72,2% người khuyết tật từ 5 tuổi trở lên ở Việt Nam là người cao tuổi. Tỷ lệ người cao tuổi khuyết tật cao hơn gần 20 lần so với người trẻ. Năm 2011, khoảng 1,3 triệu người cao tuổi có nhu cầu hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày. Ước tính năm 2019, số người cao tuổi cần hỗ trợ hàng ngày lên tới gần 4 triệu và năm 2049 là gần 10 triệu người. Làm thế nào mà đảm bảo cái bảo hiểm cho những người nhiều tuổi khám đâu cũng được? Tôi mong muốn là người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe để tôi có thể được tham gia vào mọi công việc mà tôi thích sau khi tôi đã nghỉ hưu. Và tôi muốn là người cao tuổi là được hưởng cái không khí trong lành. Hiện nay là không khí là có nhiều những cái bụi bặm và ô nhiễm. Tại Việt Nam, hiện chỉ có khoảng 47% người cao tuổi có lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng. Năm 2018, 18% người cao tuổi sống trong hộ nghèo. Tỷ lệ nghèo ở người cao tuổi cao hơn tỷ lệ nghèo bình quân của cả nước. 60% người trong độ tuổi từ 60 đến 69 vẫn đang tiếp tục lao động kiếm sống. 65,7% người cao tuổi sống ở nông thôn là nông dân và làm nông nghiệp. Số người cao tuổi sống một mình ngày càng tăng. Năm 2014, tỷ lệ người cao tuổi sống một mình là 3,2% trong số những người từ 60 tuổi trở lên, nhưng là 16,4% ở những người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên. Trong số những người cao tuổi sống một mình, 80% là phụ nữ và 80% sống ở nông thôn. Người cao tuổi dễ cảm thấy cô đơn và cần có người chia sẻ. Cần có một môi trường xã hội thân thiện để tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia và đóng góp vào xã hội, bao gồm cả môi trường vật chất như cơ sở hạ tầng phù hợp với người cao tuổi và thái độ đối với người cao tuổi. Tôi năm nay già rồi nên là con cháu nói nhiều khi tôi thấy về tuổi thân lắm. Mong muốn của tôi là mong muốn là xã hội, cộng đồng và xã hội là sẽ bảo vệ để không có một cái thành phần nào áp lực đối với người cao tuổi. Năm 2007,
có 7,3% người cao tuổi cho biết đã bị lạm dụng hoặc bị con cháu bỏ bê không chăm sóc. Năm 2012, có 11,6% người cao tuổi cho biết đã từng bị con cháu lạm dụng và 7,9% báo cáo đã bị lạm dụng trong 12 tháng qua. Cần là gia đình, con cháu và toàn thể nhân dân cũng yêu mến tôi. Tôi muốn người cao tuổi được gia đình, xã hội, cộng đồng tôn trọng, bình đẳng như những lứa tuổi khác, để người cao tuổi phát huy cái vai trò của mình. Tôi muốn nhà nước giảm cái độ tuổi trợ cấp xã hội của người cao tuổi từ 80 xuống đến 75 để được nhiều người hưởng, mà rất mong là càng sớm càng tốt. Tôi muốn là người cao tuổi là có một cái thu nhập ổn định. Đảm bảo quyền và sự hòa nhập xã hội của người cao tuổi là điều cần thiết để góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước và sự hài hòa của xã hội. Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho người cao tuổi được đảm bảo về thu nhập, được phát huy vai trò và tham gia lao động theo mong muốn và khả năng, được chăm sóc sức khỏe, chăm sóc xã hội, học tập suốt đời, được đối xử bình đẳng, được quan tâm đúng mức trong các tình huống khẩn cấp, sống trong môi trường thân thiện, an toàn.